Trong không khí tất bật của những ngày cuối năm, khi mà mọi người đang chuẩn bị để đón mừng lễ Chúa ra đời và đón mừng năm mới 2023 cũng như ngày Tết ta, ngày Tết âm lịch của Việt Nam. Tại Hoa viên Nghĩa Trang, Bình Dương, người ta đã chứng kiến một buổi lễ trang trọng và cảm động với sự xuất hiện của gia đình của cố nhạc sĩ Lam Phương, bà Lê Thị Minh Khai cùng thân quyến và giám đốc Trung tâm Thúy Nga bà Marie Tô Ngọc Thủy cùng một số các nghệ sĩ trong nước và ở hải ngoại như nghệ sĩ Kim Cương, ca sĩ Như Quỳnh, ca sĩ Ngọc Ánh, vợ chồng của Việt Hương, Hoài Phương đã có mặt để tiễn đưa cố nhạc sĩ Lam Phương về an nghỉ tại lòng đất mẹ. Báo chí trong nước đã đưa tin như sau. Ngày 20 tháng 12, gia đình nhạc sĩ Lam Phương đã tổ chức lễ an táng cho ông, hoàn thành tâm nguyện của cố nhạc sĩ là được yên nghỉ tại quê nhà sau hơn nửa đời xa xứ. Lễ an táng bắt đầu từ 5 giờ sáng với các nghi thức tại chùa Giác Ngộ, quận 10, Sài Gòn. Sau đó thì tro cốt của tác giả ca khúc Thành Phố Buồn đã được đưa đến Hoa viên Nghĩa Trang Bình Dương ở Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tại đây, gia đình cùng khách tham dự đã dành thời gian ôn lại những dấu ấn trong sự nghiệp của nhạc sĩ Lam Phương trước khi hoàn thành các nghi thức quan trọng. Nhiều nghệ sĩ mến mộ tài năng, con người của cố nhạc sĩ đã cùng nến viếng và tiễn ông đoạn đường cuối cùng. Vợ chồng Việt Hương và Hoài Phương đã đến tiễn nhạc sĩ Lam Phương. Trước đó thì hai nghệ sĩ đã hỗ trợ gia đình để đưa tro cốt của tác giả ca khúc Biển Tình từ Mỹ về Việt Nam. Ca sĩ Tấn Sơn đọc điếu văn và đã hát tiễn đưa nhạc sĩ Lam Phương, đặc biệt những ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ như Thành Phố Buồn, Tình Bơ Vơ, Phút Cuối, Kiếp Nghèo đã được những người có mặt cùng hòa giọng trong khoảnh khắc đưa Lam Phương trở về với lòng đất mẹ. Ca sĩ Như Quỳnh bên mộ phần của nhạc sĩ Lam Phương, nơi yên nghỉ của nhạc sĩ tài hoa có gắn bản nhạc Thành Phố Buồn, một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của ông. Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh năm 1937 tại Rạch Giá, Kiên Giang. Ông là tên tuổi tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam với hàng loạt các ca khúc được nhiều thế hệ công chúng yêu thích. Thành Phố Buồn, Tình Bơ Vơ, Biển Tình, Thao Thức Vì Em, Cỏ Úa, Kiếp Nghèo. Năm 1975, ông rời Việt Nam ra nước ngoài định cư và từ đó chưa từng trở về quê hương. Cố nhạc sĩ đã trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ tháng 12 năm 2020 sau thời gian điều trị tích cực vì bệnh tim và tai biến mạch máu não trở nặng. Hơn nửa đời xa xứ, nhạc sĩ Lam Phương mong mỏi được trở lại quê hương nhưng đến cuối đời vẫn chưa thể thực hiện. Để hoàn thành tâm nguyện của cố nhạc sĩ, gia đình đã đưa tro cốt của cố nhạc sĩ từ Mỹ về Việt Nam vào tháng 11 năm 2022 với sự hỗ trợ của vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương và Hoài Phương. Trong buổi lễ, người ta đã chứng kiến bà Lê Thị Minh Khai, người em gái đã cùng ông trong suốt quãng thời gian cuối cùng trong cuộc đời, người đã từng chăm sóc ông đã có mặt cùng với thân quyến, cùng với giám đốc Trung tâm Thúy Nga bà Marie Tô Ngọc Thủy. Trong một đoạn chia sẻ trên tài khoản Facebook của mình, bà Marito đã viết như sau. Tưởng chừng như không về được đúng ngày để tiễn Tôn Tôn về lòng đất mẹ, nhưng con tin rằng Tôn Tôn đã phù hộ để mọi việc được sắp xếp một cách ổn thỏa. Hôm nay, ngày 20 tháng 12, 2022, mình đã được tiễn đưa nhạc sĩ Lam Phương về nơi an nghỉ cuối cùng tại Hoa viên Nghĩa Trang Bình Dương. Trong phần chia sẻ tiếp, bà Marito đã viết: Con tin rằng ở đâu đó, một nơi rất yên bình, ba con và Tôn Tôn đang soạn chương trình chọn bài hát để thu lại băng tiếng hát Lệ Thu Paris. Và dĩ nhiên, cô Lệ Thu cũng sẽ thu lại bài Biệt Ly. Chắc chắn, những fan ruột lâu đời nhất của Trung tâm Thúy Nga sẽ hiểu được Thủy đang muốn nói về cuốn băng nào.